ta có một cái dây cáp. Đây là cái dây cáp để đi du lịch nhá. Dây cáp này không phải để bắn nhau nhá các bạn nhá. Dây cáp này để đi du lịch. Du lịch từ bên này sang bên kia. Đấy. Và lên dây cáp này các bạn sẽ không phải ấn gì là nó tự đi. Các bạn cũng sẽ đéo thể rơi xuống dưới giữa được. Nó giống như kiểu mấy cái cáp treo ở mấy khu du lịch như kiểu là ở Đà Nẵng ấy, hoặc là cáp treo Đà Lạt, hoặc cáp treo mấy cáp treo ấy. Đấy. Để mà nói với Saya thì mình nghĩ rằng về phòng thủ với đội hình default thì chắc là chỉ cần hai người thôi. Với mình nghĩ rằng chỉ cần hai người sẽ thủ chắc được khu vực Saya đấy, đội hình default nhá. Còn biến chuyển như thế nào thì đó rất là tùy thuộc vào từng team và từng cách chơi của mỗi người. Và thủ bom map này, bom xe B nó sẽ có 3 đường là có thể vào được. Nhưng mà may à không, nếu phải 3 đường tôi nhìn nhầm, 4 đường. Đây nữa là 4 đường. 1 2 3 4. Vào đến trong Saya các bạn sẽ có những gì? Đây, điểm qua lại tổng quan Saya rất là nhỏ, như mình đã nói tập 1 rồi, có 2 tầng. Và vào Saya thì các bạn sẽ gặp địch ở đâu? Đấy, có thể là trong side này, trên tầng 1, tầng 2. Ở đây, khu vực spawn di chuyển ra. Hoặc là đây, địch cũng có thể đứng ở đây nếu như các bạn chưa chiếm. 3 2 1 bắt đầu. Ê, lên. Ui ui. Các bạn phải hiểu tên của mình như thế này này. Tên của mình là Ten. Mình chơi con dẹt nên mọi người là gọi là Ten dẹt. Ui mày thả thế đi. Nó đắt không? Đắt sao? Có đây anh ơi. ATK đây. Anh Dũng ơi lên đây. Anh đắt. Lên đây ATK trước mặt này. Double pick này. Double pick này. 1, 2, 3. Double pick. Bắn tay to. Cứ bắn là biết. Ừ, rung mở. Ừ, rung mở. Không biết có phải biết chừng mà. Ây, đây, bắn tay to này. Này, em ơi. Em ngáo. Nữa đâu. Có bom rồi mà. Anh với em đang bắn nhau. Ôi trời ơi. Dũng chi mà. Chạy ra, Dũng chạy ra. Chạy ra, chạy ra. Đi chết ạ. Take flight. Bên này toàn cây móc mà. Tầng viện, tầng ấy ở đây này. Chị nghe hot được tức rồi. À, biết rồi. Đấy mà, Sota ở đây, Sota góc vừa dưới chân. Ê, thôi, để sao bỏ. Nói xin được. Bóng bè để smoke và drop á. Bóng luôn, cho biết nó bắt ra nó nhảy. Rồi. Anh em, đi. Bỏ. Lấy hộp đi. Thấy gì bên này? À đây có đây, chụp ảnh anh Hiệp ơi. Hai. Bắt rồi. Đây luôn là đây nè. Nó trong sai. Rồi, bóng ơi, vào đây. Cái này vào nè. Không, xong rồi, Móc rồi. Ui. Sao mà móc nhanh thế nhỉ? Vào đây, đặt bóng đi. Vào đây. Nữa. Ui giời ơi. Làm lại ngay. Vừa đấy chỉ là tai nạn mà thôi. Tất cả chỉ là tai nạn mà thôi. Đây bên phải em này, đây bên cửa. Móc vệ tinh vậy. Móc vào vệ tinh. Có này. Flash này anh ơi. Ôi anh nhìn. Anh biết không? Đường bên này clear rồi. Ui. Bắn ta phải. My own present. Spike planted. Last play. Flash out. Không cứu được anh. Nhưng Ngọc ơi. Dễ đi. Spike down B. Một A nha, trong A nha. Chắc có
Spike planted. Last player standing. Ngọc hay quá ông ơi. Trời ơi, những lòng ngưỡng mộ, những lòng ngưỡng mộ. Stay down, my ult's ready. Prepare for hellfire. Oh, you block in sight. You will not kill my allies. Hai sao. Ê, để anh Dũng ơi, đừng lăn, đừng lăn, đừng lăn. Vô em, vô. Quay trắng. Xóa. Vô. Không rồi, từ đâu. Ôi Ba 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 phát được B đẹp. Hãy đây. Không chát được.